Nam Mô Dạ. Dục thật là an vui và tiến hóa. Nam Mô Bích Thà Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn, lễ Đức Phật. Kính chào Chư Thịnh Văn, kính chào tất cả quý Phật tử, quý tu nữ. Hôm nay chúng ta học cái bài số 27 tấu và cô sinh bức tượng duyên. Đây là bài học sau cùng của tấu hợp, của phần tấu hợp. Nói đến cầu sinh bất cứ ưng, tức là nói về cái pháp danh và sắc đồng sanh với nhau nhưng mà không có hòa hợp với nhau được. Đồng sanh mà không hòa hợp thì như vậy gọi là câu sanh bất tương ưng. Định lý về duyên hệ danh trợ sắc hoặc là sắc trợ danh nó có ba trường hợp: danh trợ sắc nếu là hậu sinh duyên, thì nó không có hòa hợp, lưu duyên mà rồi hậu sinh duyên, tiền sinh duyên. Cái đó là những trường hợp danh trợ sắc, sắc trợ danh. Mà cho dù nói đến danh trợ sắc hay là sắc trợ danh, chỉ nói đến danh trợ danh, sắc trợ sắc cũng là bất tương ưng. Còn trường hợp này thì nó đặc biệt cũng đến là năng và sở đồng sanh với nhau, nhưng mà vẫn không hòa hợp, đồng sanh trong một thời điểm, một sát na mà không hòa hợp được. Thì như vậy gọi là câu sanh bất tự ưng duyên. Ở đây khi mà nói đến câu sanh bất tự ưng duyên, trước tiên chúng ta nói về năng là 107 tâm, trừ ngũ xuân thức và bốn quả vô sắc, nó trợ cho 17 sắc tâm. Cái trường hợp này câu sinh bất tương ưng, bất tương duyên.
Trong 107 tâm đó, nếu mà chúng ta lấy 15 tâm quả tái tục khỏi ngũ quẩn cùng với 35 sân hợp mà trợ cho 20 sắc nghiệp, tái tục thì trường hợp này cũng là câu sanh bất tương ưng. Trường hợp thứ ba, là sắc ý vật tái tục là 5, ở trợ cho 15 tâm quả tái tục có ngũ quẩn cùng 35 sân hợp. Đây là trường hợp sắc trợ danh đồng sanh bất tương ưng. Như vậy chúng ta có 3 trường hợp. Câu sanh bất tương ưng, vì năng duyên ở cái phần chi pháp là danh trợ cho sắc, nghĩa là tâm, tâm sở động sanh trụ sát na trợ từ 17 sắc tâm. Nó rộng như vậy cho nên chúng ta nói theo tam đề thiện thì chúng ta có 3 khối ưu trì là thiện trợ vô ký, bất thiện trợ vô ký và vô ký trợ vô ký. Còn nói chi là tâm quả tiếp tục có ngũ quẩn mà trợ cho 20 sắc nghiệp kế tục thì trường hợp này là vô ký trợ vô ký. Và sắc ý vật tiếp tục trợ cho 15 tâm quả tái tục có ngũ quẩn thì cũng là vô ký trợ vô ký. Cho nên chúng ta chỉ có 3 câu thôi. Ở trong 3 câu này, trong 3 câu yếu tri này của tấu hợp câu sanh bất tương duyên đó, thì hễ là câu sanh thì nó thuộc giống câu sanh. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta tìm cái duyên ngọn, duyên tấu hợp với câu sanh bất tương duyên thì chúng ta có đến 13 duyên thuộc giống câu sanh sa cha tát ca tí. 13 duyên chống cầu sanh đó tấu hợp với cầu sanh bất tương duyên là cầu sanh duyên, cầu sanh hiện hữu duyên, cầu sanh bất ly duyên. Nhân duyên, câu sinh trưởng duyên, hộ thân duyên, câu sinh nghiệp duyên, dị thuộc quả duyên, câu sinh quyền duyên, danh và thật duyên, thì na duyên, đồ đạo duyên. Chúng ta kể rõ như chúng ta kể có 3 này. Cái giống câu sinh có 15 duyên mà chúng ta đã có một duyên gốc là câu sinh bất tương ưng rồi. Còn 14 duyên, 14 duyên chúng ta trừ ra tương ưng duyên. Vì tương duyên ở đây chứ nó không thể nào tối hợp với câu sinh bất tương ưng được, không thể nào câu sinh bất tương duyên được. Đã là tương duyên tức là chỉ lấy phần danh cả danh thôi, danh cả danh đồng sanh
Đó là chúng ta nói cái tổng quát. Về chi pháp duyên gốc, câu ý tri duyên gốc và duyên ngộ tổng hợp. Bây giờ chúng ta nói chi tiết duyên tổng hợp theo câu tri, tức là theo chi pháp. Bây giờ câu 1 nói đến câu sanh bất tương duyên thiện trợ vô ký. Ở đây chúng ta có chi pháp là 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp trợ cho 17 sắc tâm. Như vậy năng là bất thiện, sở là vô ký, mới gọi là thiện trợ vô ký. Trong chi pháp này, chi pháp ở bên trên này thì chúng ta có 11 duyên tổng hợp. Thì 4 duyên đầu, câu sinh duyên, câu sinh y duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất lợi duyên. Thì đây cũng chi pháp nó trùng khớp với câu yếu tri của câu sanh bất tương duyên, ở chỗ là câu sanh bất tương duyên 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp trợ 17 sắc tâm, với cái dạng, với cái tình trạng chi pháp này thì chúng ta gọi đó là câu sinh duyên cũng được, gọi câu sinh duyên cũng được, gọi câu sinh hiện hữu duyên cũng được, gọi câu sinh bất lợi duyên cũng được. Vì thế bốn duyên câu sinh này được gọi là tấu hợp với câu sinh bất tương duyên. Duyên tấu hợp thứ năm là nhân duyên. Vì ở trong duyên gốc á, mà thiện trợ vô ký, trong đó có 38 sở hợp với 37 tâm thiện. Trong 38 này có ba nhân thiện là vô tham, vô sân, vô si, tâm sở. Thì ba nhân thiện đó nó trợ cho sắc tâm. Thì ngoài cái tên gọi là câu sanh bất tương ưng duyên, ở đây cũng gọi là nhân duyên được. Chính vì thế mà nhân duyên được gọi là duyên tấu hợp với câu sanh bất tương duyên ở cái câu thiện trợ vô ký. Thứ sáu, câu sanh tưởng duyên. Thì chúng ta nên biết rằng 37 tâm thiện là tâm tưởng. Trong 38 sở hữu hợp đó, nó là dục trưởng, cần trưởng, thẩm trưởng, tức là sở trí tuệ. Vì rằng có dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng cùng với thẩm trưởng là 37 tâm thiện cùng sở hữu dục, sở hữu cần và sở hữu trí tuệ. Thì cái trường hợp này nhá, ngoài cái tên gọi là bất câu sanh bất tương ưng duyên thiện trợ vô ký, nó còn được gọi là câu sanh trưởng duyên nữa. Cho nên chi pháp tổng hợp ở đây là bốn trưởng trợ 17 sắc tâm. Thứ bảy, câu sinh nghiệp duyên. Có chi pháp tổng hợp với câu sinh bất tương duyên thiện trợ vô ký là tương thiện trợ 17 sắc tâm. Nhìn vào cái chi pháp tổng quát
của Khổ Sanh Bất Tương Duyên thì được một ký chúng ta thấy trong đó có 38 sở hợp là 5. Ở trong 38 sở hợp này có sở hữu tư, gọi là tư thiện đó. 38 sở hợp với 37 tâm thiện cho nên nó trở thành có sở hữu tư, tư thiện. Mà hãy tư thiện này mà trở cho 17 tâm đó, thì ngoài cái tên gọi là Khổ Sanh Bất Tương Ưng Duyên thiện trợ vô ký, thì trường hợp còn gọi là Khổ Sanh Nghiệp Duyên thiện trợ vô ký, thì đó mới gọi là tổ hợp. Thứ 8, Khổ Sanh Nguyện Duyên. Chúng ta thấy ở trong cái chi pháp của duyên gốc có 37 tâm thiện là ý quyền thiện. Trong 38 sở hợp đó thì có sở hữu cần, sở hữu tính, sở hữu cần, sở hữu niệm, sở hữu chất hành. Sở hữu mạng quyền, sở hữu trí tuệ. Như vậy nhé, tâm thiện là ý quyền, sở hữu mạng quyền tức là danh mạng quyền, sở hữu tính là tính quyền, sở hữu cần là tính quyền, sở hữu niệm là niệm quyền, sở hữu nhất hành là định quyền, và sở hữu trí tuệ là tuệ quyền. Nó trợ cho 17 sắc tâm, 8 danh quyền này trợ 17 sắc tâm. 8 danh quyền thiện trợ 17 sắc tâm, như vậy gọi là Khổ Sanh Nguyện Duyên tổng hợp với Khổ Sanh Bất Tương Duyên ở chi pháp này. Chính danh thực thực duyên có chi pháp tổng hợp với Khổ Sanh Bất Tương Duyên thiện trợ vô ký ở chỗ ba danh thực thiện trợ cho 17 sắc tâm. Ba danh vật thực thiện xúc thực, tức là sở hữu xúc, tâm sở xúc ở trong 38 sở hợp tâm thiện. Rồi sở hữu tư, ở trong tâm thiện sở hữu tư thuộc của pháp thiện. Rồi 37 tâm thiện thuộc thức thực. Do đó nhìn vào chi pháp gốc của duyên gốc thì chúng ta thấy với cái chi pháp xúc thiện, tư thiện và tâm thiện, nó câu sanh bất tương ưng với 17 sắc tâm, thì đây cũng gọi là danh vật thực duyên. Thứ 10 là thiền na duyên, có chi pháp tấu hợp với Khổ Sanh Bất Tương Duyên thiện trợ vô ký ở chỗ là năm sở hữu chi thiền là tâm, tính, hỷ, thọ, thọ lạc hay là thọ xả. Rồi nhất hành tức là định, gọi là năm chi thiền thiện trợ cho 17 sắc tâm, thì nó ăn khớp với Khổ Sanh Bất Tương Duyên, cho nên mới gọi là thiền na duyên tấu hợp với Khổ Sanh Bất Tương Duyên.
11 đồ đạo duyên có chi pháp tấu hợp với sinh bất tương duyên thiện trường vô vi, là 8 sở chi đạo thiện trở về vị sắc tâm. Nếu mà nói đến chi đạo đó, thì chúng ta có chi pháp chánh kiến sở trí, chánh tư duy sở tầm, chánh ngữ chánh vị chánh mạng 3 sở giới phần, chánh tinh tấn sở cần, chánh niệm sở niệm, chánh định là sở nhất hành. Thì 8 cái chi đạo thiện đó nó cũng nằm ở trong cái chi pháp 5 của câu sanh bất tương ưng duyên trợ cho 17 sắc tâm. Cho nên đồ đạo duyên chỗ này với chi pháp này cũng gọi là thiện trợ vô ký. Như vậy thì 11 duyên đó nó tấu hợp với câu sanh bất thường duyên ở câu thiện trợ vô ký là như vậy. Qua cái câu yếu tri thứ hai, câu sanh bất tương duyên mà bất thiện trợ vô ký, thì chúng ta chỉ thay đổi cái năng duyên bất thiện ở đây là 12 tâm bất thiện cùng 27 số hợp, còn sở duyên vô ký ở đây là chỉ cho 17 sắc tâm. Trường hợp này nó cũng có 11 duyên tổ hợp như trên, câu sinh duyên, câu sinh y duyên, câu sinh nhẫn hữu duyên, câu sinh bất tùy duyên, nhân duyên, câu sinh trưởng duyên, câu sinh nghiệp duyên, câu sinh quyền duyên, danh vật thực duyên, thiện na duyên, đồ đạo duyên. Nó cũng giống y chang như là cái câu yêu tri số 1, nhưng mà câu yêu tri số 1 thì hãy chúng ta lấy cái năng duyên, lấy pháp năng của tổ hợp thì chúng ta lấy về phần thiện để nó ứng với cái câu của thiện trợ vô ký. Còn ở đây trong phần yếu tri này thì tất cả 11 chi pháp đó để năng là pháp bất thiện, và sở tức là chỉ cho sắc tâm, như vậy gọi là bất thiện trợ vô ký. Chúng ta đã học nhiều duyên tổng hợp vừa qua, đã 26 duyên rồi, hôm nay chúng ta học tới duyên số 7. Thì trải qua 26 duyên đó thì chúng ta hiểu ý nghĩa thế nào gọi là duyên tấu hợp với duyên gốc. Nếu chúng ta tìm trong duyên gốc, chi pháp của duyên gốc mà có pháp nào thuộc về những duyên khác thì chúng ta cứ lấy cái duyên khác đó để làm duyên tấu hợp với nó, thì vậy là đúng. Cái công thức đó là như vậy đó. Qua đến câu yếu tri số 3, câu sinh bất tân duyên vô ký trợ cho vô ký, vô ký trợ vô ký, với cái duyên gốc và vô ký trợ vô ký này chúng ta phải nói cho rõ là vô ký danh trợ vô ký sắc thời bình nhân, vô ký danh trợ vô ký sắc thời tái tục, rồi vô ký sắc trợ vô ký danh thời tái tục. Chúng ta có 3 trường hợp vô ký trợ vô ký như vậy đó.
Trước hết là chúng ta nói vũ khí danh trợ vũ khí danh thời Bình Nhật. Thì vũ khí danh trợ vũ khí danh thời Bình Nhật ở đây là chỉ cho 58 tâm vũ khí ngoài ngũ xung thức và bốn vỏ của sắc, cùng 38 sở phối hợp với tâm vũ khí đó trợ cho 17 sắc tâm, trợ cho 17 sắc tâm. Cái này gọi là vũ khí danh trợ vũ khí sắc thời Bình Nhật. Trường hợp thứ hai là vô khí danh trợ vô khí sắc thời Thái Tổ bằng câu sanh bất cần duyên, đó chính là 15 tâm quả Thái Tổ của ngũ quấn cùng 35 sở hợp trợ trợ cho 20 sắc nghiệp Thái Tổ. Thì tâm Thái Tục trợ cho sắc nghiệp Thái Tục thì chúng ta gọi là vô khí danh trợ vô khí sắc thời Thái Tục. Trường hợp thứ ba là 15 trường hợp thứ ba là sắc ý vật Thái Tục trợ cho 15 quả Thái Tục ngũ quấn cùng 35 sở hợp. Trường hợp này chúng ta gọi là vô khí sắc trợ vô khí danh thời Thái Tổ. Như vậy thời Bình Nhật câu sanh bất ưng duyên chỉ có vô khí danh trợ vô khí sắc, tức là tâm vũ khí trợ cho sắc tâm thôi. Nhưng mà về cái thời Thái Tục đó, thì có hai trường hợp. Là tâm Thái Tục muốn quấn trợ cho sắc nghiệp Thái Tục. Mà trường hợp này chúng ta gọi là danh trợ cho sắc bằng cô sanh bất tường duy thầy Thái Tục. Thầy Thái Tục còn thêm một cái pháp khác nữa là sắc Thái Tục trợ cho danh Thái Tục. Thì sắc Thái Tục ở đây chúng ta chỉ lưu riêng về sắc ý vật thôi, vì nó sắc ý vật nó làm chỗ nương sanh cho tâm Thái Tục, cho nên trường hợp này gọi là vô khí sắc trợ vô khí danh trong thời Thái Tục. Đó là chúng ta phân ra ba khía cạnh chi pháp của câu vô khí trợ vô khí bằng câu sanh bất tường duyên. Bây giờ trường hợp này, trường hợp có sanh bất tu duyên vô khí rồi vô khí rồi, chúng ta nói nó có 13 duyên tổ hợp, tức là câu sanh duyên, câu sanh lý duyên, câu sanh hữu hữu duyên, câu sanh bất tu duyên. Thì cái trường hợp câu sanh này thì chúng ta vẫn có chi pháp tổ hợp giống như là cái duyên gốc vậy đó. Tức là cô sanh y, cô sanh hưởng, hiện hữu cô sanh phi,
có chỉ pháp tấu hợp với phân sinh bức tương duyên vô ký trợ vô ký. Ở cái thời Bình Nhật là 58 tâm vô ký ngoài ngũ sẩm thức, bốn quả vô sắc. Nhớ trợ cho 17 sắc tâm. Hoặc là trong thời tái tục thì chúng ta lấy 54 tâm vô ký 38 sân hợp ở trợ cho 20 sắc nghiệp tái tục. Hoặc là 15 tâm quả tế tục ở ngũ quẩn cùng, hoặc là sắc ý luật tế tục ở trợ cho 15 tâm quả tế tục. Chúng ta cứ làm như vậy đó thì chúng ta sẽ hiểu được bốn duyên tấu hợp này. Bây giờ chúng ta kể đến cái chi tiết nhân duyên. Nhân duyên có chi pháp tấu hợp với phân sinh bất tương duyên vô ký trợ vô ký. Nó chỉ có hai trường hợp là thời Bình Nhật và thời tái tục thôi. Thời Bình Nhật là ba nhân vô ký ở trong cái tâm vô ký. Ba nhân vô ký là vô thông sân si. Ba nhân vô ký đó nó trợ cho 17 sắc tâm đồng sanh. Đó là thời Bình Nhật bằng nhân duyên. Còn nói thời tái tục thì cũng ba nhân vô ký ở trong cái tâm tái tục vô ký hữu nhân thì nó trợ cho 20 sắc nghiệp tái tục. Cái này chúng ta cũng gọi là nhân duyên. Mà nhân duyên lấy chi pháp kiểu này thì nó lại là tấu hợp với vô sinh bất tương duyên vô ký trợ trợ vô ký. Thứ sáu gọi là ngũ tương duyên, cái duyên thứ sáu là ngũ tương duyên. Thường thường danh trợ trợ sắc hay sắc trợ danh, danh trợ sắc nếu như là tâm tâm pháp mà trợ cho sắc tâm thì nó chỉ một chiều chứ không có hỗ tương được. Nhưng mà đằng này thì chúng ta lấy 15 tâm tái tục ở ngũ quẩn cùng 35 sơ hợp trợ cho sắc ý vật tái tục thì đó là hỗ tương duyên. Rồi sắc ý vật tái tục trợ cho 15 tâm tái tục ở ngũ quẩn cùng 35 sơ hợp, trường hợp này cũng gọi là hỗ tương duyên. Như vậy chi pháp chúng ta lấy theo cái cách này thì gọi là ngũ tương duyên tấu hợp với câu sanh bất tương duyên. Duyên thứ bảy gọi câu sanh trưởng duyên tấu hợp với câu sanh trưởng duyên tấu hợp với câu sanh bất tương duyên với cái chi pháp là bốn trưởng vô ký trợ 17 sắc tâm. Như vậy chỉ nói thời Bình Nhật thôi, trưởng duyên thời tái tục cũng có, nhưng là chỉ nói thời Bình Nhật. Thành ra bốn trưởng vô ký trợ 17 sắc tâm thôi. Thứ 8
không sinh nghiệp duyên. Có chi pháp tốt hợp với không sinh bất tự duyên vô ký trợ vô ký. Thì có hai trường hợp: vô ký danh trợ cho vô ký sắc thời bình nhật, thì chỉ cho tư vô ký trợ 17 tập. Vô ký danh trợ cho vô ký sắc thời tái tục bằng câu sanh nghiệp duyên là chỉ cho tư vô ký trợ 20 sắc nghiệp tái tục. Và trường hợp này nó nằm ở trong cái chi pháp tổng của chi pháp gốc, chi pháp tổng của duyên gốc, câu sanh bất tự duyên. Rồi thứ chín, là ở trong câu sanh bất tự duyên vô ký trên trợ vô ký sắc, trong vô ký danh đó chúng ta thấy có ý quyền khổ quyền là quyền của xã quyền, rồi chúng ta thấy trong vô ký danh đó nó vẫn có mạng quyền, là có tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, vô ký. Thì tám cái chi pháp này chúng ta mới gọi là câu sinh quyền duyên. Tấu hợp với câu sinh bất tương duyên. Nếu nói thời bình nhật thì câu sinh quyền duyên trong trường hợp này nó trợ cho mười bảy tâm. Còn nếu nói thời tái tục thì tám chinh quyền ở trong 15 tâm tái tục ngũ quẩn nó trợ cho 20 sắc nghiệp tái tục. Kế tiếp là danh vật thực duyên. Danh vật thực duyên có chi pháp tấu hợp với vô sinh bất tương duyên vô ký trợ vô ký. Ở đây cũng y chang như vậy, nghĩa là cũng cái công thức như vậy, là thời bình nhật là ba danh vật thực vô ký trợ 17 tâm. Nếu nói thời tái tục thì ba danh vật thực trợ vô ký quả tái tục ở trợ cho 20 sắc nghiệp tái tục, đó gọi danh vật thực duyên tấu hợp với câu sanh bất tương duyên. Thứ 11, vị thuộc quả duyên. Vị thuộc quả duyên thì nó có nhiều, nhưng mà nếu mà lấy chi pháp tấu hợp với câu sanh bất tương duyên thì chúng ta chỉ lấy cái phần mà vị thuộc quả duyên này mà vô ký danh trợ vô ký sắc. Tức là chúng ta lấy 37 tâm quả trừ ngũ sử thức vốn vào phi vô sắc cùng 38 sâu hợp trợ cho 15 sắc tâm trong thời bình nhật.
Rồi chúng ta lấy 15 tâm quán tái tục ngũ quẩn, khỏi ngũ quẩn, cùng 35 sân hợp. Nó trợ cho 20 sắc nghiệp tái tục thời tục sinh. Thì cái này gọi là dị tục bất duyên, tấu hợp với vô sanh bất tự duyên. Mười hai là thiền na duyên, thiền na duyên cũng tấu hợp được với vô sanh bất tự duyên ở câu vô ký trợ vô ký nữ. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta phải lấy chi pháp câu sanh duyên vô ký trợ vô ký, mà chúng ta lấy về cái phần năm sở hữu chi thiền vô ký trợ cho 17 sắc tâm, thì chúng ta gọi là thiền na duyên tấu hợp với cầu sanh bất tường duyên vô ký trợ vô ký thời bình nhật. Cũng với năm chi thiền đó thì chúng ta lấy về chi thiền hiệp ở trong cái tâm quả tái tục của ngũ quẩn, thì trường hợp này nó trợ cho 20 sắc nghiệp tái tục. Thời tục sinh thứ 13 gọi là đồ đạo duyên, có chi pháp tấu hợp với câu sinh bất từng duyên phù ký trợ phù ký, là chúng ta lấy 8 sở hữu chi đạo phù ký trợ cho 17 sắc sắc tâm và 20 sắc nghiệp tiếp tục. Như vậy là chúng ta đã xong 3 câu tiêu tri câu sinh bất tường duyên với những duyên tốt hợp với nó. Cái phần tốt hợp duyên đó thì trong 27 duyên nó là như vậy. Chúng ta nhắc lại để các học viên chúng ta chú ý, trong chánh tạng nói 24 duyên, nhưng mà tại sao đây chúng ta hay đề cập đến 27 duyên? Như vậy là thiếu thừa chỗ nào? Thưa quý vị, 27 duyên chánh tạng là Đức Phật đã nói tổng quát, và có những duyên và chi pháp rất là nhiều, rất là phong phú. Các vị A-sa-lê vì sao đó các ngài mới lấy cái chi pháp mở trong cái duyên pháp tổng quát đó trong chánh tạng nêu, mới đem xếp thành cái duyên khác gọi là cái duyên chia. Hiện có tổng cộng duyên phân chia và cái duyên chia thì chúng ta được 52. Trong 52 đó thì chúng ta có 25 duyên nó trùng cùng chi pháp có tên nhưng mà không cần phải kể ra. Chúng ta chỉ kể 27 duyên, số 52 duyên đó mà nó độc lập thôi. Thì như vậy từ 52 duyên rộng tính toán ra thì chúng ta chỉ cần học 27 duyên là đủ, là
bao năm hai duyên, mà năm hai duyên đó là chia rộng của 24 duyên chánh đạn nữa. Cái chỗ này chúng ta cũng cần phải chú ý chút. Khi mà chúng ta học về duyên hệ đó, nếu mà chúng ta chỉ học định nghĩa về duyên hoặc là tìm chi pháp năng sở của duyên chưa đủ, chúng ta phải biết cội yêu tri của cái trường hợp duyên năng giúp cho sở là thuộc cội yêu tri, thiện trợ thiện hay là thiện trợ vô ký, thiện trợ thiện hoặc là bất thiện trợ thiện gì đó, nghe gọi cội yêu tri chính tên gọi là anh háo qua rác. Nhưng chúng ta học phần chưa đủ, chúng ta phải học thêm cái phần gọi là tổ hợp, tức là đã có chi pháp, đã có duyên, đã không có yêu tri rồi, thì chúng ta hãy tìm xem ở trong cái tổ yêu tri đó với chi pháp như vậy nó còn được gọi tên gì nữa, thì khi mà chúng ta tìm thấy nó còn có một tên khác. Thí dụ như ở duyên gốc thì nãy mà chúng ta học là câu sanh bất thường duyên đó, hãy với cái chi pháp trong đó có sáu sở hữu vô thâu sân si trợ cho sắc tâm hay trợ cho sắc nghiệp tiếp tục, thì chúng ta gọi đó gọi là nhân duyên, có sự tấu hợp của nhân duyên, vân vân. Thì chúng ta nắm bắt được thì được. Bây giờ đó nó còn thêm một cái lĩnh vực khác, cái lĩnh vực khác đó là duyên hệ với các hiệp lực. Một điều mà chúng tôi rất lấy làm băn khoăn là chúng ta cố gắng lắm là chúng ta hết cái phần tấu hợp, nhưng mà hiệp lực katana đó thì nó lại là một khía cạnh khác, một cái khía cạnh cách hiệp lực trong liên hệ là trình bày khía cạnh chi pháp duyên gốc để tìm cái mãnh lực duyên cùng hiệp trợ theo câu yêu tri, tức là phân tích ngược lại vấn đề với cách tổng hợp duyên đã nói trước, đã nói hợp trời. Thì không biết là trong rừng chúng ta có thể học tiếp tục cái phần hiệp lực của duyên hay không, hay là chúng ta nghỉ ngang đây để kiếm sao chúng ta học, kiếp sau chúng ta may mắn lên gặp Đức Phật hay gặp một vị thượng thủ tinh phong Đức Phật, tương lai Đức Phật Đức Tây Giác. Lúc đó thì Ngài thuyết về pháp và duyên hệ thì chúng ta sao. Bây giờ xin hỏi ý kiến đạo tràng, chúng ta có nên học tiếp hay là vì pháp, cái môn vì pháp ở trong rừng pháp cũng được chuyên đề, chúng ta học tới đây được rồi. Giao duyên, học duyên để giao duyên. Ồ, sao cô Nhật Bình bi quan quá vậy? Tại sao cô nói chứ sao? Cô là con gì chứ không phải con người? Nếu là con dơi ở trong cái hang động
ở trong thời Đức Phật Kassapa, nó nghe biết, nghe chư tăng đọc, hai vị tỳ kheo đọc vi diệu pháp, nó nghe riết rồi nó cũng thấm đường, cho nên hiện tại này cũng là 500 vị tỳ kheo đệ tử của ngài Sa Lợi Phất đó. Ngài Sa Lợi Phất thụ giáo vi diệu pháp từ Đức Phật và đem về viết cho 500 vị tỳ kheo, và trước đây là một đàn dơi nghe cũng ngộ được gì. Thì bây giờ hỏi kiếm quý vị một lần nữa là chúng ta có nên học vô duyên nữa hay không? Hay là chúng ta nghĩ để Đức Phật tính thì đề nghị là học tiếp để vô duyên, học tiếp thì quý vị nghe được không được thì chúng ta vô duyên. Nhưng mà cái khó trình bày đó là chúng tôi phải cố gắng để mà chúng tôi trình bày cho các vị rõ. Bây giờ cứ mỗi người trả lời như thế này thì chúng tôi không có nhìn cho kỹ được. Giờ quý vị giơ tay lên đi, hãy chúng tôi thấy quá ban số đó thì chúng tôi sẽ giải thích. Mới được có 2-3 người, có 3 người học về lớp làm sao chúng ta học lớp học cái tiếp tục cái katana được. Được có 3 người học, 4 người học. Lớp chúng ta hiện tại 31 người, làm sao chúng ta kiếm được chừng 20 người là học được rồi. Bây giờ nếu vậy thì nhiều người không biết giơ tay thì vậy cũng được rồi. Bây giờ ý kiến của đại đức Pháp Tính và quý vị Phật tử, thì giờ tôi thuận theo là để giải tiếp liên hệ ở trong cái phần hiệp lực Katana. Nhưng mà tôi không có bảo đảm là sẽ dạy hết, là chúng tôi chỉ dạy thử một vài duyên đầu xem quý vị có lãnh hội được hay không. Lúc đó chúng ta còn tính tới nữa, thôi vậy thì được rồi, tốt quá. Cảm ơn quý vị đã đưa tay lên và ý kiến để học. Những người đã đưa tay là những người đăng ký học, những người không có đưa tay là vì không có biết cách đưa tay, xem như cũng đồng ý chứ không phải là phản bác. Nếu mà phản bác thì quý vị đã lên tiếng từ chối rồi. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái buổi họp này. Xin thỉnh để Đức Phật Tính qua hỷ chúc phúc phước báo cho rừng hôm nay không có để minh hạnh, không có từ tội hạnh. Quý vị phúc chúc phước báo của cái đi qua mình rừng kia, rừng lớp Phật pháp Bồ Tát Tham Má, xin tỉnh để được hợp tính. Wow.
tu sắp bà măng gà lăng gà khăn tu sắp bà đê vật tài sắp bà bụt thà nụ phá vui ngà sà đà sốt tì phá văn bụt tê phá văn tu sắp bà măng gà lăng rất khan tu sắp bờ đề quả ta sắp bờ tham ma nu pa quê na sa đà so thi pa văn tu tê pa văn tu sắp bờ mang ga lăng rất khan tu sắp bờ đề quả gặp ta sắp bờ sanh kha nu pa quê na sa đà so thi pa văn tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật do nhờ quay đức của giáo pháp do nhờ quay đức của chư tăng cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn.